Vâng, các bạn thấy chưa? Đấy, đây là những con âm ly hàng tông bãi. Đấy, âm ly xăm xui này. Trực tiếp em tháo ra nhé. Đấy, những con xăm xui nó đẹp đi. Không phải là bụi như Việt Nam. Đây đây là bụi bụi nước ngoài nhá. Bụi nhà máy đây, còn lông này. Này gọi bụi lông. Tông bãi chưa? Nhưng mà tốt nhất là phải xịt sạch. Để đây nó ấm nên nó bị. Đây mà để thời tiết mình ập là không tốt. Tốt nhất phải xịt đi. Đẹp đến kích cọng. Hàng bên em nhập này nó như thế này. Đó thấy chưa? Rồi, em bê ra ngoài này xịt. Đây là Meli. Để độ đẹp. Đây, ra ngoài này cho bác xem sáng. Lét căng. Và thế đã chưa? Ui. Đấy. Lồng ở nhà máy nhá. Kính cong luôn, lần đầu tiên tháo ra. Lần đầu tiên tháo lắp từ lúc họ sản xuất. Đấy, bề ngoài trời các bạn xem với độ leng keng. Leng keng của sản phẩm. Bên em tuyển chọn cho mặt kia sáng mà. Sáng chưa? Đẹp. Đẹp thi. Ôi, cảm ơn các bác đã theo dõi một đoạn video. Đấy, em xin